Hồng Loan xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 2020, là ngày thứ hai đầu tuần. Cali hôm nay là mưa tầm tã. Dự báo thời tiết đó là mưa trong 5 ngày liên tiếp, là chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm luôn, thưa quý vị. Mà quý vị cũng biết mà ở bên Mỹ mà trời mưa là buồn kinh khủng luôn. Đừng nói chi tới cái chuyện mà mình đang bị cắm cố ở trong nhà. Hôm nay thì đồ ăn của Gia Linh nó hết rồi, cho nên Hồng Loan phải chạy đi mua. Mình đi try to thôi, mình đi ngang mình order để mà đem về. Hồng Loan mua số lượng nhiều chút, một phần cho Gia Linh ăn, rồi một phần thì để vô freezer để mà mấy ngày sau có cho Linh ăn. Chứ nít bên Mỹ mà ăn đồ Việt Nam á, ở nhà thì nấu đồ Việt Nam ăn không à, mà chỉ ăn hoài lâu lâu cũng phải mix cho chỉ một hai bữa đồ ăn của Mỹ thì mới cảm thấy ngon miệng. Chứ còn nhiều khi ăn mấy món Việt Nam thì cũng một vài món Gia Linh thích thôi, còn những món kia giống như là ăn cho đỡ thôi. Nhiều khi ăn không có thích thì Hồng Loan cũng nói thôi ráng đi con, tại vì cái mùa này con biết là ở ngoài chợ không có đồ ăn, mà Gia Linh cũng rất là hiểu, cho nên cũng cố gắng hết sức. Nhưng mà lâu lâu cũng nói mẹ ơi con thèm cái này, con thèm cái kia quá, thì thôi vài ngày cũng ráng đáp ứng cho bé một hai lần cho có đồ ăn cho nó vui. Chứ đã bị nhốt trong nhà không được gặp mọi người mà còn không có được ăn ngon nữa thì tội nghiệp quá. Đây người lái xe chở Hồng Loan đi mua đồ ăn là đây. Xin chào. tưởng người nào xa lạ, ai nhà cũng y chang vậy ha, ngày nào cũng y chang vậy à. Người cũ cánh cũ. Thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Loan xin phép được update cái ca bệnh của Mỹ ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ là 2:30 trưa, thì cái ca bệnh hiện giờ là 352.249 người bệnh, số người chết là 10.372 người, và số người được chữa khỏi là 19.247. Như vậy là từ ngày hôm qua đến bây giờ thì Hồng Loan thấy cái số người được chữa khỏi là hơn 2.000 đó, và cái ca bệnh thì cũng tăng khoảng 18.000 cũng như ngày hôm qua. Thì chúng ta cũng biết mà cái tuần lễ này là tuần lễ căng thẳng nhất. Sáng giờ nghe news thì đài nào cũng nói là ánh sáng cuối đường hầm. Có nghĩa là chúng ta cố gắng trải qua hai cái tuần lễ căng thẳng này rồi sẽ thấy ánh sáng phía cuối đường hầm. Sau cơn mưa trời lại sáng. Hồng Loan thì hy vọng những cái cơn mưa ở Orange County này nó sẽ rửa sạch hết những điều mà những cái bệnh hoạn, cũng như là rửa sạch hết những cái chuyện mà không vui nó đi qua. Thì sau 5 ngày đó thì hy vọng trời sẽ sáng. Thưa quý vị, Hồng Loan đọc biết ở trên news đó, thì lúc trước đó, người ta nói đó, là bệnh không có lây cho thú nuôi cũng như là tất cả các loại thú. Nhưng mà mới vừa đây ở một cái sở thú của New York đã phát hiện ra hai chú cọp bị nhiễm COVID. Hai cái chú cọp này á, là đóng trong cái bộ phim mà The Zoo mà rất là được khán giả yêu thích. Hình như là vào năm 2017 thì phải, được rất là nhiều yêu thích. Thì hai chú này đã bị bệnh rồi, bây giờ là phải tách riêng ra. Bởi vì á, là một cái người mà chăm sóc thú ở trong cái zoo đó đó là bị nhiễm COVID-19, thì từ đó họ lây qua cho những con thú luôn. Ngoài ra đó thì có một chú mèo cũng đã bị lây nhiễm từ người chủ của mình. Mới ngày hôm qua thôi Hồng Loan mới nói là thú tại sao mà thú nuôi đồ mấy con thú nó lại không bị bệnh ha, thì ngày hôm nay lại biết những cái tin như vậy. Có nghĩa là con virus này nó không chừa cái gì hết, không chừa những cái từ con người cho đến những cái sinh vật sống, thưa quý vị. Anh nói gì? Có một cái tin nữa là mà vào ngày Easter hàng năm á, thì thường á là những cái chỗ mà chợ búa hay là những cái chỗ cửa hàng đó
thì họ đều mở cửa cho hầu hết mọi người đi mua sắm. Nhưng mà đặc biệt năm nay á, là họ đóng cửa, chỉ đóng một ngày đó thôi. Thì nhiều khi người ta, nhiều người đọc trên ấy đó, người ta hoang mang, ta tưởng là đóng luôn, nhưng mà không phải. Họ chỉ đóng một ngày đó để cho nhân viên họ có thời gian để nghỉ ngơi. Tại vì vừa qua họ đã làm việc quá là coi như là triple time, có nghĩa là 3-4 lần bình thường. Nên họ phải có thời gian nghỉ ngơi. Thì cái điều đó cũng đúng. Thì mọi người đừng có hoang mang khi mà nghe cái tin là sẽ đóng cửa vào ngày 12 tháng 4 nha mọi người. À, và mọi người cũng nhớ là chúng ta hãy chuẩn bị thức ăn để mà không có phải thiếu cái gì trong cái ngày 12 tháng 4. Tự nhiên mình quên đi, cái đến ngày hôm đó nhà mình không còn đồ ăn nữa thì đi ra chợ là không có. Cho nên Hồng Loan nhắc quý vị là ngày 12 tháng 4 là tất cả các chợ sẽ đóng cửa hết, để chúng ta chuẩn bị thức ăn trước ha quý vị ha. Và bây giờ là Hồng Loan đang chạy tới một cái bệnh viện mà hầu hết như là người Việt Nam của mình ở đây á, mà có bệnh hay là sanh con hay là bất cứ cái gì là vào bệnh viện này là nhiều nhất. Bệnh viện nó có những cái Fountain Valley, những cái đó, trụ ở ngoài nè, anh có chừng họ mới xây dựng thêm đó để emergency cho nó kịp thời. Cái phòng có nghĩa là cái khu của cái phòng cấp cứu đó, ngay phía trước cái khu phòng cấp cứu rồi quý vị, người ta làm thêm những cái phòng đó. Làm thêm cái phòng cấp cứu để mà tiếp thêm được nhiều bệnh nhân vô cấp cứu. Thì mặc dù chúng ta thấy nó giả chiến như vậy á, chứ bên trong thì cũng trang bị rất là đầy đủ mọi thứ hết. Chúng ta đi ngang còn thấy cái hàng chữ là Superhero is here. Cho nên chúng ta sẽ không có lo lắng khi mà đến nơi đây thì sẽ có những superhero sẽ giúp đỡ cho chúng ta nếu mà chúng ta bị bệnh. Một cái tin cũng vui là Hồng Loan được biết là những người mẹ mà có thai đó quý vị, những người mẹ có thai mà nếu mà có bị Covid-19 đó, thì một điều đáng mừng là những đứa trẻ sinh ra nó sẽ không bệnh, nó không bị bệnh Covid-19. Khi mà sinh ra thì bác sĩ sẽ tách rời đứa bé ra khỏi người mẹ, có nghĩa là không tiếp xúc, hơi thở truyền qua nhau á, hoặc là nước miếng thì nó lây bệnh, chứ là máu và những cái đường đưa thức ăn từ cái cuốn rúng của mẹ qua con á, thì lại không lây bệnh nha quý vị. Một điều cũng khá là mừng. Thì có một trường hợp cái em bé đó sanh ra mấy ngày thì xét nghiệm là bị dương tính Covid-19. Thì người ta mới tìm hiểu á, là đó là do khi bé sanh ra bé có sự tiếp xúc với người mẹ. Có nghĩa là khi mà người mẹ ôm bé thì tiếp xúc gần á, là lây bệnh đó, chứ không có do là tiếp xúc từ ở trong cơ thể của người mẹ. Những cái nhà nghiên cứu Mỹ đó, họ cũng thấy trong cái giai đoạn gần đây á, rất là nhiều những người trẻ dưới 30 tuổi bị nhiễm Covid-19. Lúc cái thời gian đầu thì người ta lo sợ cho những người trên 65 tuổi và những người mà trong lứa tuổi mà từ mười mấy tới 30 á, rất là ít trường hợp bị. Nhưng mà trong khoảng bắt đầu vô giữa tháng 3 thì những người đó lại bị nhiều. Người ta tìm thấy rất là nhiều, coi như cái phần trăm nó tăng lên rất là cao. Cho nên chúng ta đừng ỷ y, những bạn trẻ đừng có ỷ y. Giống như là cái cô mà, cô siêu người mẫu của Victoria's Secret là cô Alexia Graham đó quý vị. Một cái người mẫu rất là xinh đẹp. Thì cô cũng đã bị Covid-19, hiện tại bây giờ cô ta đang nhập viện, đang nằm trong bệnh viện. Hiện tại là cô ta sống ở bên Anh, thưa quý vị. Quay qua cái con đường Brockhurst là con đường chính của cái khu vực người Việt Nam mình đây. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần mà đường rất ư là vắng vẻ.
Có lẽ hôm nay thì người dân của California ở nhà cũng được khoảng 70-80% rồi, một tín hiệu mừng. À, và ở chính phủ của Mỹ cũng khuyến cáo chúng ta là trong những ngày này nè, trong hai cái tuần lễ nguy hiểm này nè, chúng ta hạn chế đi ra nhà thuốc và những cái tiệm tạp hóa. Tại vì nhà thuốc hiện tại bây giờ là thời điểm cao điểm, cho nên những người mà bị bệnh họ có thể đi đến đó, cho nên độ lây nhiễm nó rất là cao ở các nhà thuốc nha quý vị. Chúng ta hạn chế đi, nếu mà không có cần thiết thì không nên đi mua thuốc mấy cái chỗ tiệm thuốc tây rồi đó, rất là dễ có con virus nó ở đó. Và cái nữa đó là bệnh viện, chính phủ kêu gọi mọi người nếu như mà không có bệnh thì đừng có đi vô bệnh viện hoặc là những cái chỗ mà khám virus, tại vì cái chỗ đó là cái chỗ dễ dàng lây nhiễm nhiều nhất. Ai mà có triệu chứng người ta hay tới, thì mình tới vô tình mình bị họ truyền nhiễm qua cho mình, thì cái đó mình hãy cảnh giác. Bây giờ là Hồng Loan đang chạy tới cái bệnh viện mà Orange Court Memorial Care. Đây là một cái bệnh viện cũng rất là lớn, mà rất là nhiều cộng đồng người Việt Nam mình đến chữa bệnh ở đây. Bệnh viện này thì nó mới hơn, nó cao cấp hơn cái bệnh viện Fountain Valley một chút. Trong bệnh viện này thì các bác sĩ, các y tá mà người Việt Nam của mình cũng rất là nhiều người làm trong đây. Nên các cô chú bác sĩ, các cô chú lớn tuổi thường rất là thích khi mà có những người bác sĩ, y tá mà nói tiếng Việt với mình. Nhân tiện đi mua đồ ăn cho Gia Linh, Hồng Loan cũng chạy ra một cái chỗ mua to go. Gà sống, vịt sống, gà đi bộ nha quý vị. Ở khu Orange County này thì có cái tiệm Da Cao Poultry, nó bán gà đi bộ, coi như là tươi sống luôn á. Mình gà, muốn mua mà còn thỏ, sống luôn á. Bồ câu. Khi lát nữa vô trong đó, Lộc đi vô mua, Lộc sẽ quay cái chút xíu hoàn cảnh cho quý vị coi ha. Quý vị có biết không, thêm một cái nghiên cứu gần đây về cái con virus Vũ Hán của quý vị. Ngoài nó tổn thương đến phổi thì nó sẽ tổn thương đến não nữa. Khoảng chừng 25% bệnh nhân là có những người có dấu hiệu bị tổn hại tới não. Những cái dấu hiệu đó là mình bị mất khứu giác nè, mất vị giác nè, rồi có những người bị hôn mê, rồi có những người bị stroke, rồi có những người bị co giật. Ở New York đó bây giờ họ khan hiếm cái vấn đề cái máy thở quá đó quý vị. Thì người ta đang tìm ra cách là một cái máy đưa ra cho 4 người, nhưng mà cũng vẫn chưa đủ. Thì ở bên New York đó, họ mới xin được order cái máy thở đó đó từ bên Trung Quốc. Thì họ xin là order 17.000 cái, nhưng mà ở bên chính phủ chỉ chấp thuận cho 2.000 cái thôi. Mà Hồng Loan thấy bây giờ kẹt quá thì chợ Trung Quốc nó có hàng, nó đưa ra thì phải order của nó thôi. Mà cũng giá trời giá Phật cho cái đồ nó đúng là đồ tốt để mà cứu người. Chứ mà tình trạng này như vậy mà còn hại thêm nữa, còn chết nữa. Giống như quý vị cũng thấy đó, quý vị biết không, vừa mới rồi là ở bên Hà Lan á, họ đặt mua khẩu trang y tế từ Trung Quốc đó, thì khi mà nhập hàng qua đưa ra sử dụng á, thì họ để vô không có sử dụng được, là bởi vì á, nó không có vừa cái mặt mình, giống như là những cái chỗ mà nó phải đậy kín mặt thì nó mới ngăn con virus nó vô. Thì giống như là nó không có đủ chất lượng. Và cũng như là cái lớp màng mà ngăn virus á, có vấn đề. Bởi vì khi mà nhập hàng qua là người ta phải kiểm tra hết, thì người ta có vấn đề hết. Cho nên là
phải trả lại khoảng 600.000 cái khẩu trang đó. Đó. Rồi á, ngoài ra ở Pakistan á, họ order khẩu trang thì á, ở bên Trung Quốc nói á, là sẽ gửi qua khẩu trang N95. Khi mà đem hàng qua họ file down ra đó là cái vải mà khẩu trang đó đó là may từ cái vải mà để may đồ lót. Quý vị thấy không? Toàn là những cái điều mà tệ hại không à. Đó bây giờ mà Hồng Loan đọc thấy mà ở New York mà order máy thở ở bên Trung Quốc, Hồng Loan cũng lo sợ quá. Cũng như là hôm kia Hồng Loan có đọc cái news là ở bên Việt Nam á, là chính phủ Việt Nam cũng kết hợp với Trung Quốc, thì Trung Quốc nói sẽ đưa qua những cái trang thiết bị để mà giúp Việt Nam trong cái vấn đề mà cứu chữa cho những cái trang thiết bị y tế đó, giúp Việt Nam trong vấn đề cứu chữa cho cái bệnh COVID-19. Hồng Loan đọc tin đó mình cũng thấy lo. Mình không hiểu là tại sao mà lại đi dùng đồ của Trung Quốc nữa. Thì hiện tại bây giờ là bên Việt Nam rất là lo lắng là những cái mà ở bên Hà Lan đó họ return lại, họ không có sử dụng, bây giờ nó đưa qua cho Việt Nam mình với cái ý như là giúp đỡ người Việt Nam này nọ. Cũng nhân vô cái lúc này nè, quý vị có biết không, bắt đầu từ hai tháng nay là bên Trung Quốc khi mà nó bắt đầu những cái nơi khác nó hoạt động á, là nó mở 8.950 chỗ để mà may khẩu trang. Và nó đã kiếm được không biết là bao nhiêu tiền, bao nhiêu tỷ đô la từ đó đó quý vị. Theo cái nghiên cứu Hồng Loan vừa mới đọc mà chiều tối ngày hôm qua đó, là nhiều công ty Trung Quốc đang xuất khẩu khẩu trang của họ sang các nước châu Á và châu Âu, chẳng hạn như Ý, nơi số ca nhiễm và tử vong của COVID-19 thuộc hàng cao nhất thế giới. Máy may khẩu trang á, là giống như là cái máy in tiền vậy đó. Họ làm ra 60.000 cho tới 70.000 cái khẩu trang mỗi một ngày. Họ nói cái đó là khẩu trang N95. Mà mình không biết là có đúng tiêu chuẩn N95 hay là không. Mình nghe câu chuyện này mình cứ liên tưởng nó một cái chuyện đơn giản thôi ha. Giống như là đang chạy ngoài đường, cái anh này anh muốn bán cái vỏ xe đạp, cái anh mới lấy đinh anh rải ra ngoài đường, cái người ta đi ngang qua cái người ta bày bánh xe, người ta phải mua vỏ xe của anh thôi, tại vì đâu vòng vòng đó đâu có ai có vỏ xe, chỉ có một mình anh có. Mình nghe câu chuyện này mình thấy mình liên tưởng cái chuyện đó, nó có gần giống nhau không hay không ta? Mình thấy nó cũng hơi giống nhau á. Thì hiện tại bây giờ người ta cũng nghi vấn rất là nhiều về cái vấn đề này. Mình không có khẳng định được là nó từ Trung Quốc hay là như thế nào, nhưng mà hầu như là cả thế giới đều thắc mắc về chuyện này hết. Bây giờ chúng ta hãy chờ xem. Chuyện trước mắt là chúng ta hãy cố gắng ở nhà để tránh lây lan dịch bệnh, cố gắng để chữa khỏi cho qua cái cơn dịch này, rồi mọi điều sẽ sáng tỏ thôi. Mình nghe ông Tổng thống Trump trên social media có nói, không biết tin thiệt hay là tin đúng, nhưng mà mình nghe như vậy là ông nói gia đình nào có nạn nhân chết vì COVID-19 thì hãy claim lên chính phủ để ông có những cái hồ sơ, sau dịch này ông sẽ tính sổ. Trong mấy ngày qua thì chúng ta có biết được cái tin mà ông captain của cái con tàu Roosevelt mà vừa mới bị cắt chức, là bởi vì khi phát hiện có 3 người dương tính ở trên cái tàu quân đội của ổng đó, thì ổng sợ quá, ổng đã email, ổng dùng cái email riêng của ổng, ổng email cho 20 cái nơi mà cấp trên mà ổng thông tin là cái bệnh như vậy. Thì
chính phủ đã sa thải ổng là bởi vì ổng là người hoạt động là cấp trên trong quân đội, thì ổng phải là người phải rất là bình tĩnh để mà giải quyết cái chuyện này, chứ không phải mà khi có chuyện xảy ra rồi ổng quýnh quán ổng làm như vậy là còn gây hoảng loạn khắp nơi nữa. Ổng là quân đội thì ổng phải rất là bản lĩnh đó, để mà cứu cho dân, chứ không phải là khi mình nhận được những cái tin xấu đó rồi mình gây hoảng loạn cho những người khác. Đó là một trong lý do mà họ sa thải. Thì đến ngày hôm nay ông đã bị dương tính của cái Covid-19 này rồi. Hiện tại bây giờ là trên cái con tàu đó cũng đã phát hiện rất là nhiều người bị dương tính, thưa quý vị. Mọi người ngày hôm qua thì họ còn đưa ra cái petition là mình ký tên để mà xin cho ông trở lại để mà làm việc. Nhưng mà bây giờ ông đó bị bệnh rồi thì không biết là chuyện sắp tới nó sẽ như thế nào. Bây giờ là đi tới cái tiệm gà vịt sống ở trên đường Bô Sa. Nó nhiều tiệm lắm. Đây thì có hai tiệm bán gà vịt sống. Lấy giùm hai con gà, hai con vịt. Em có trứng lớn không? À, trong đây là họ gà sống trong đây nè. Đây là một tiệm gà vịt sống nữa. Đá cao chuẩn bị nổi tiếng. Lấy giùm cho hai con vịt. Sống phao trên gà lớn. Mới vừa mua gà vịt xong, ta cũng đi mua nhiều lắm. Việt Nam mình rồi cũng có mấy người bản xứ nữa. Lên giá dữ hả? Lên giá, nay gà vịt lên giá, gà thì không lên. Gà nhiêu? Hình như là 13 đồng. Hình cũng lên đồng. 11 đồng á. Cũng lên 2 đồng hả? Lên 1-2 đồng á. Vịt thì nhiêu? Vịt thì 16 đồng. Thường bữa là như 14, 14-15. Trứng gà cũng lên. Trứng gà cũng lên. Trong thời gian này chắc nó cũng hiếm hàng nên ta phải lên chút đỉnh. Nhập hàng cũng khó cũng lắm. Khó khăn. Hôm qua Lộc có coi một cái bản tin buồn, nhưng mà mình cũng thấy là cái tin này nó cũng làm cho mình cảm phục. Là một cái người phụ nữ người Bỉ, bà tên là Susan, bà đã qua đời vì bệnh Covid-19 này. Và trước khi bà qua đời, bà có nói là hãy giữ cái máy thở đó cho những người trẻ tuổi, những người đang cần nó nhất. Tôi đã có một cuộc đời đẹp rồi. Một cái sự chia sẻ mà phải nói là mang tính con người rất là nhiều. Cảm ơn bà đã giống như là góp phần để cho mang lại sự sống cho thế hệ trẻ. Chính phủ bây giờ làm việc rất là mệt, rất là căng thẳng. Nhiều khi thấy cái hình ảnh của những cái người mà đứng đầu của đất nước mà giống như là gương mặt họ lúc nào cũng căng thẳng, cũng lo âu hết. Thì đâu có dễ gì mà điều hành một cái đất nước như vậy, phải không quý vị? Cho nên tình hình nó căng thẳng rồi. Nhiều khi Hồng Loan nghĩ chắc là cũng không có ngủ được luôn đó. Chúng ta là những người dân thường đây nè, mà chúng ta còn lo lắng. Nhiều khi Hồng Loan đang ngủ á, cái bị ho cái giật mình thức dậy. Mình thức dậy cái tự nhiên cái mình nghĩ tới cái bệnh này. Tự nhiên nằm suy nghĩ lát hồi ngủ lại cũng không được nữa đó quý vị. Huống chi là những nhà lãnh đạo. Thì Hồng Loan nghĩ chắc một ngày ngủ không biết có được 1-2 tiếng hay không nữa.
Và ngày hôm qua thì Hồng Loan có một người bạn ở tiểu bang xa cũng có nói chuyện, thì nói trời ơi bữa giờ buồn quá, tại vì anh ở nhà có một mình, không có ai hết trơn, rồi cũng không có uống được miếng rượu miếng bia gì hết trơn. Hồng Loan nói vậy cũng đỡ, ở nhà em là có em nè, có Lộc nè, rồi có Hiếu nữa, thì ba đứa giống như là ba người bạn rất là thân. Nhiều khi tối tối buồn quá cái mở phim coi movie night cộng với lại bé Gia Linh nữa, thì ba đứa uống một miếng bia hay là miếng rượu gì đó giải sầu, bé Gia Linh á thì uống orange juice. Thì Hồng Loan có nói với anh á, thôi giờ lái xe qua em đi rồi mình nhậu với nhau để giữ khoảng, vẫn giữ khoảng cách 6 feet nhưng mà vẫn nhậu ra được. Hồng Loan và Lộc gửi đến quý vị một cái video này nha, của mấy ông đó, công nhận mấy ông hay thiệt, nhiều idea thiệt. Thời điểm này vẫn còn nhậu được nè quý vị, đó, thấy không? Không có đụng vô cái dĩa đồ ăn nha, chỉ nắm dây kéo lại thôi. Mọi người nói đó, vào cái thời điểm này á, là lượng view của phim Trung Quốc tăng quá. Hồng Loan ghét quá, Hồng Loan không có coi phim Trung Quốc. Bữa giờ á, là luyện phim Mỹ không à, luyện phim Mỹ với lại phim Việt Nam đó. Nghe nói những cái bộ phim bộ gì của Việt Nam hay á, thì giờ mình cũng có thời gian bắt đầu mình nghiên cứu. Và Hồng Loan xem phim Mỹ thì xem được một cái bộ phim mà Hồng Loan thích quá, một bộ phim rất là hay. Bộ phim đó là về cái vụ án của ông Versace đó quý vị, mà nói về nói chung là nói về vụ án giết người, nhưng mà lòng trong đó đó mình học hỏi được cái cách mà dạy con của cha mẹ. Đứa nhỏ đó nó sanh ra nó là một cái tờ giấy trắng, mà rồi cũng do cái cách dạy con của cha mẹ mà gieo trong đầu nó điều tốt hay điều xấu. Đó là ảnh hưởng cha mẹ rất là nhiều. Phần lớn là do ảnh hưởng cha mẹ. Nếu quý vị có thời gian thì xem cái bộ phim của ông Versace ở trên Netflix ha. Netflix. Ở trên Netflix. À, bộ phim dài 9 tập. Rất là hay và rất là hấp dẫn lắm. Mình coi mà muốn coi hết 9 tập luôn á. Coi mà mới coi được 3 tập cái là hết giờ thôi, tới giờ phải đi ngủ. Cái giờ trời mà tiếc dễ sợ, không lẽ giờ coi luôn á, mà coi mà sợ nó hết. Ông Versace là một nhà thiết kế thời trang khá là nổi tiếng ở thập niên 90. Ông rất là nổi tiếng. Rất là nổi tiếng, quá là nổi tiếng. Ừ. Ai cũng biết Versace đó. Ừ. Ở Việt Nam gọi là Versace. Thì ông bị bắn chết vào năm 1997. Giờ năm 2018 à, 2017. Lộc với Loan với gia đình có ghé đến nhà ông thăm một lần. Ừ. Và đứng ngoài trước cái bức thềm. Mình đâu có biết, mình chưa có coi cái phim đó, mình không có biết cái chỗ ổng chết. Mà bây giờ coi lại rồi, mình mới thấy mình đang đứng cái chỗ ổng bị bắn luôn. Là trong bộ phim là thấy ổng bị bắn là lúc ổng nằm xuống là nguyên cái vũng máu. Vũng máu đó, quý trên bực thềm đó. Bây giờ coi lại là mình đứng ngay đó mình chụp hình. Mình đâu có biết ổng chết làm sao đâu. Ừ. Mà công nhận cái người diễn viên đóng cái phim đó rất là hay. Diễn viên quá nào đóng hay. Cũng hay hết. Diễn viên nào diễn cũng hay xuất hết sắc luôn. Quý vị xem đi, ông và Sachi mình coi mình thấy thương ổng lắm. Một cái người rất là giỏi, một cái người rất là tài năng. Nhưng mà thương em gái. Trời ơi. Cái ông gì cũng lo cho em gái. Em gái. Ông thương cô em gái, ông kinh khủng. Mình coi mình mới thấy cái tình cảm của một người anh đối với người em mà chắc ở trên đời này cũng khó kiếm lắm. Cái hình ảnh mà cái gương mặt mà Versace mà quý vị thấy đó là ông mường tượng ra từ gương mặt của em ổng đó. Ừ. Rồi diễn viên nè, cái nhân vật chính là nhân vật mà giết ông Versace á. Đóng hay xuất sắc. Hay cực kỳ. Một diễn viên trẻ thôi mà mình hết ít thấy ổng đóng đâu ha. Em chỉ thấy chỉ à. Mới thấy đóng phim này mà ảnh diễn rất là hay. Ừ. Coi như là hai mặt như nè. Trời ơi, bẻ qua bẻ lại mình coi mình thích lắm. Còn có nam ca sĩ Ricky Martin đóng nữa. Ricky Martin. Ricky Martin mà hát mà The Cup of Life đó quý vị. Ờ. Trong đó banh á.
Dạ, anh là một người ca sĩ là coi như là hát nhạc Latin á, là xuất sắc ha, nổi tiếng một thời ha. Bây giờ anh cũng hơi lớn tuổi rồi, thì không còn đẹp trai như ngày xưa, nhưng mà đóng cũng rất là hay, rất là diễn hay lắm. Quý vị nên xem. Thì khi nào mà có những cái phim khác hay hơn á, thì Lộc với Loan sẽ giới thiệu cho quý vị ha. Lộc Loan là khoái coi phim vụ án rồi hình sự giết người rồi phim ma rồi. Nếu mà ai cùng ý tưởng á nha, vô và có phim nào chia sẻ cho Lộc Loan biết để mình cùng coi ha. Ok quý vị ơi, thôi giờ Loan về nhà rồi. Loan với Lộc hẹn gặp lại quý vị lần sau mình nói chuyện nhiều hơn. Chào tạm biệt quý vị và mong chúng ta sẽ cùng khỏe hết và chúng ta sẽ có thuốc trị bệnh trong một ngày rất là gần đây. Chào tạm biệt quý vị.